bạn. Nhiều bạn thắc mắc tại sao kênh Mạng Phò và Giả Họa ví dụ lâu nay không có video mới. Tôi thật với các bạn là mình đang đi công tác. Hôm nay là ngày cuối của tháng 7 rồi, 30. Đang đi công tác ở Văn Yên, Yên Bái. Bạn có nghe thấy tiếng suối chảy không? Tiếng dế kêu. Đúng là cuộc sống hòa mình với thiên nhiên. Ra kênh của mình là nếu là về hướng dẫn phần mềm, chuyên ngành Mạng Phò, Anvis, với phần mềm đồ họa khác. Nếu mà nói về phần mềm đồ thì lâu nay mình nói như thế là hết. Tiết như thế là đủ để các bạn làm việc. Và cái việc ứng dụng được lý thuyết là thực tế. Và đây là chính là thực tế đây. Các bạn dừng, đang ở trong rừng. Ở đây thì có cây cỏ hoa lá chim muông. Có lẽ trong thời gian tới thì kênh mình sẽ có nhiều video quay về cái cảnh mặt trời, quay về cái cảnh thực tế, quay về cuộc sống của nhân dân các đồng bào dân tộc. Rất là thú vị. Thôi nói thế đủ rồi, mình đi dạo một vòng. Đây thì rừng cũng là rừng trồng thôi chứ không phải là rừng tự nhiên nữa rồi, nhưng mà vẫn thấy được cái vẻ đẹp rất là hoang sơ của nó. Ở đây trong rừng này rất ít người cũng sống, các đồng bào dân tộc thì thoảng mới có một nóc nhà thôi. Đây là con suối mà ở cái thượng nguồn thì người ta dẫn nước về để sinh hoạt. Đây là ống dẫn nước của bà con. Ở đây thì ống dẫn nước họ sẽ đặt ở trên thượng nguồn của suối để cho nó sạch. Như để khu này là nó là phần giữa của suối rồi. Tất nhiên nó sẽ không sạch bằng trên thượng nguồn. Và các bạn thấy xung quanh không? Ở đây thì chủ yếu là địa hình đồi núi thấp thôi. Xung quanh là cây bụi thôi. Trên đồi thì là có trồng quế. Quế là đặc sản. Đặc sản dầu, tinh dầu quế Văn Yên. Ở đây nước trong quá, nhưng mà không thấy chú cá nào.
Ở đây suối không to lắm, nói chung là không tắm được suối. Nhưng mà nếu mà các bạn thành phố mà muốn trải nghiệm lên đây mà cắm trại thì cũng rất là tuyệt. Đêm thì nghe tiếng dế kêu, tiếng ếch kêu, lánh cha lánh xa trốn đông đúc của thị thành. Vị trí mình đang đứng thì nó cách cái đường nhựa liên tỉnh khoảng hơn một cây số đi bộ vào thôi. Đi vào đây thì đơn giản, đi bộ một khoảng 15-20 phút là đến. Ở đây bây giờ tuy là mùa mưa, toàn tỉnh Yên Bái là đang mưa mưa lớn, hôm nay được cái ngày đẹp trời. Và mình làm video đầu tiên để giới thiệu về cuộc sống của dân làng ở đây. Các bạn thấy đi một đoạn mới thấy hai nóc nhà. Đây bà con trồng lúa ở bậc thang. Ở đây có một cái khó chịu duy nhất, muỗi muỗi rừng hơi nhiều. Cho nên là các bạn mà có ý định dã ngoại cắm trại, một là mang dầu gió, hai là mang kem chống muỗi bôi vào, không sợ nữa. Hôm nay đúng là một ngày trời đẹp, mọi khi mưa như chút. Hy vọng hôm nay thời tiết sẽ là ủng hộ cho mọi người đi thực địa. Nay mình nói thế thôi, chào các bạn.